Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Thưa quý vị, chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Và chúng tôi trong chương trình hôm nay đã mời đến trường quay 3 người chơi. Họ là những người rất nhiệt tình, rất yêu chương trình. Đầu tiên đó chính là bạn Phạm Thị Ngân Xuân. Xin chào bạn. Bạn Nguyễn Tuấn Hiệp. Và cuối cùng là bạn Đỗ Trung Hiếu. Tôi thấy bạn Hiếu có vẻ cười rất là tươi. Dạ, thưa anh Xuân Bắc, ngày hôm nay thì cũng là một cái sự rất là tình cờ. Em thì cũng rất là yêu chương trình này. Đấy, nhưng ngày hôm nay thì đầu tiên thì vợ em là người đăng ký trước. Vợ đăng ký? Vợ là người đăng ký. Tôi đề nghị với ban biên tập lần sau nếu có hai vợ chồng cùng đăng ký mà cùng tham gia và họ lại có khả năng thì đề nghị là bố trí hai vợ chồng chơi chung cho một chương trình. Để vợ chồng loại nhau cho nó tưng bừng. Đấy, nhưng mà bạn Hiếu là thoát khỏi cái cảnh đấy rồi đúng không? Dạ vâng. May rồi. Còn bạn Xuân thế nào? Dạ, em tham gia chương trình là vì ước mơ từ nhỏ. Vâng, từ nhỏ em rất thích xem chương trình ạ. Còn bạn Hiệp? Vâng, em thì cũng rất là mong chờ bởi vì là phiên bản mới này em muốn thử sức với những cái câu hỏi. Em cũng hy vọng là anh sẽ gợi ý nhiệt tình hơn để cho ba người chơi chúng em có thể có một chương trình hôm nay được giành được kết quả tốt nhất. Rồi, xin cảm ơn bạn. Vâng. Vâng, và tôi cũng muốn quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng chương trình. Cụ thể, bây giờ hãy dành một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu phần thứ nhất. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ nhất của Đuổi Hình Bắt Chữ. Bạn Hiệp, bạn Xuân và bạn Hiếu thân mến. Các bạn biết rồi đấy, kết thúc phần này, một trong ba bạn sẽ phải chia tay ra về. Các bạn biết luật rồi chưa? Trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án đúng. Miếng ghép đầu tiên, đây là gì? Mời bạn Hiếu. Đóng chanh. Chưa chính xác. Mời bạn Hiệp. Thưa anh là đóng đinh ạ. Đóng đinh, chưa chính xác. Cố gắng lên. Mời bạn Hiệp. Thưa anh là tranh treo tường ạ. Không phải, hai từ thôi. Tiếp tục nào. Tranh tường ạ. Không phải. Nữa nào. Mời bạn Xuân. Em thưa anh là đóng tranh đúng không ạ? Đóng tranh, chưa chính xác. Gần đúng rồi. Mời bạn Hiệp. Thưa anh là đóng khung ạ. Đóng khung, hoàn toàn đúng. Mời bạn nhận điểm đầu tiên. Đó. Hiệp đã có điểm đầu tiên. Miếng ghép thứ hai thuộc về ai đây? Mời các bạn. Cái gì đây? Ví. Đúng rồi. Hành động của nó thế nào? Mời bạn Hiệp. Thưa anh là ví đôi ạ. Không phải. Bạn Xuân. Theo em là ví cầm tay đúng không? Ví cầm tay, đáp án chính xác. Chúc mừng. Chúc mừng bạn Xuân. Đó chính là ví cầm tay. Loại ví nhỏ, dễ dàng cầm trên tay hoặc cho vào túi sách mang theo. Mời bạn. Miếng ghép thứ ba. Mời bạn Xuân. Em là bắp chiên ạ. Bắp chiên, chưa chính xác. Tiếp tục nào. Mời bạn Hiệp. Anh là bắp rang bơ ạ. Bắp rang bơ, hoàn toàn đúng. Miếng ghép thứ tư. Mời các bạn. Mời bạn Hiếu. Hoa hồng leo ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Hiệp. Anh là hồng leo ạ. Hồng leo là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng bạn Hiệp. Vâng. Bạn Hiệp chính là người đầu tiên bước vào vòng 2 của chương trình. Bắt đầu ngoái đầu nhìn lại bạn Xuân và bạn Hiếu. Đấy, bạn Hiệp ngoái đầu nhưng Xuân đừng có ngoái. Tức là bạn ấy đã vượt lên trên, bạn ngoái đầu nhìn lại theo kiểu là đi sau nhá. Miếng ghép thứ 5. Mời bạn Hiếu. Giường trúc. Giường trúc, chưa chính xác. Mời bạn Xuân. Giường tre. Giường tre, đáp án chính xác. Bạn Xuân, mời bạn nhận điểm tiếp theo. 2 rồi. Xin mời miếng ghép thứ 6.
Mắm tôm. Chưa chính xác. Vẫn còn cơ hội, tiếp tục. Mời bạn Hiếu. À, mắm tôm chua. Chính xác, mắm tôm chua. Đấy, phải như thế. Mời bạn Hiếu. Miếng ghép tiếp theo, miếng ghép thứ 7. Cứ bình tĩnh, đây là gì? Trông cô ấy rất là... Xin mời bạn Xuân. Em là thu hút ạ. Thu hút. Anh nói nhanh với em đó, tin rất mất. Thu hút, chính xác. Đương nhiên rồi, bạn là người bước vào vòng 2 của chương trình. Người tôi muốn nói chuyện nhiều hơn chính là bạn Hiếu. Bạn mở đầu rất hào hứng, bạn mở đầu rất máu lửa. Nhưng cho đến bây giờ số điểm bạn có được là kém bạn Hiệp và bạn Xuân. Đương nhiên bạn sẽ phải chia tay chương trình tại đây. Dạ vâng. À, nhưng mà chương trình có một cái quy định mà không thành văn. Đó là gì? Nếu như người bị loại nhá, khi ra về mà kiểu hát một bài hay biểu diễn tiết mục văn nghệ thì là tuần sau nữa lên sóng. Đấy thì ý bạn thế nào? Dạ thì em xin gửi tặng anh Xuân Bắc cùng các bạn đang theo dõi truyền hình ạ. Bài Chiếc gậy Trường Sơn ạ. Chiếc gậy Trường Sơn. Vâng, thưa quý vị, để quay lại chương trình sớm, gửi ngay một ca khúc Chiếc gậy Trường Sơn. Xin cảm ơn bạn Hiếu rất nhiều và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay của bạn Hiếu để đến với ca khúc Chiếc gậy Trường Sơn. Cho bạn và hy vọng rằng chương trình gần nhất, sớm nhất bạn sẽ quay trở lại với chúng tôi. Tôi hứa đấy. Dạ. Và em cũng xin cảm ơn chương trình. Xin chúc chương trình ngày càng thành công rực rỡ ạ. Rồi, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng tôi cũng không quên chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, thành công và may mắn. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Hai người lọt vào vòng sau của chương trình, họ đang rất sẵn sàng. Hãy dành cho họ những tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ. Xin cảm ơn quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần 2 của Đuổi hình bắt chữ. Chúng ta đã có hai người chơi, đó là bạn Hiệp và bạn Xuân. Bạn Xuân, cho đến giờ phút này thì tôi phải nói thật nhé. Mỗi khi nhìn thẳng vào bạn, tôi vẫn thấy hiện rõ lên sự thẳng thốt. Nhiều lúc mà tôi cũng muốn gợi ý cho bạn mà chỉ sợ bạn ngất thôi. Vòng thứ hai, các bạn được quyền suy nghĩ. Đến khi ai đó nghĩ rằng tìm được đáp án đúng thì nhấn chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng thì sẽ được 300.000 đồng tiền thưởng. Nếu trả lời sai, người còn lại có 10 giây để trả lời.
mỗi người chỉ được trả lời duy nhất một lần. Các bạn lưu ý. Sẵn sàng nhá. Sẵn sàng. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu. Bắt đầu. Khái niệm chung hai hành động, mời bạn Xuân. Em thưa anh là múa may. Múa may, đáp án chính xác. Mời bạn. 300.000 đồng. Miếng ghép thứ hai. Mời bạn Hiệp. Em thưa anh là no đủ ạ. Hoàn toàn đúng, đó là no đủ. Mời bạn. Hay quá. Miếng ghép thứ ba. Rất nhanh phần này các bạn ạ. Đừng để tiền thưởng trôi đi mất. Mời bạn Xuân. Em thấy là cánh tủ. Cánh tủ, đáp án rất chính xác. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ tư. Mời bạn Xuân. Em là quạt giấy ạ. Quạt giấy, đáp án hoàn toàn đúng. Lại tiền thưởng dành cho bạn. Miếng ghép thứ năm đang chờ các bạn. Câu này không dễ. Thưa anh là đấu giá. Chưa chính xác. Mời bạn Xuân. Em là sàn đấu giá. Sàn đấu giá. Tức là chính là cái mà tôi, chúng tôi viết ở trên đấy hả? Dạ vâng. Đáp án của chúng tôi là vật giá. Ui. Nó là sàn đấu vật cơ mà. Okay. Miếng ghép thứ 6. Xin mời. Mời bạn Hiệp. Thưa anh là cá băng chân. Mời bạn Xuân. Em là thương tích. Đáp án của chúng tôi đưa ra là băng cá nhân. Miếng ghép thứ 7. Chắc chắn các bạn biết. Mời bạn Hiệp. Thưa anh là tắt đèn ạ. Tắt đèn, một tác phẩm văn học. Đáp án chính xác. Hình này dễ. Miếng ghép thứ 8. Xin mời các bạn. Mời bạn Hiệp. Thưa anh là phi đao. Hơi vội vàng, chưa chính xác. Gì đây? Mời bạn Xuân. Em là lao đao. Lao đao là đáp án chính xác đấy. Ôi, đùa không? Ôi, bạn Xuân nói xong rồi. Đúng ấy à? Đó chính là lao đao. Tin luôn. Bị choáng váng, trao đảo, mất thăng bằng. Mời bạn. Miếng ghép thứ 9. Xin mời. Cái này là bạn Hiệp hay mắc phải lắm đây này. Hai từ. Thưa anh là nặng tình. Nặng tình, đáp án chính xác. Tự mình nói mình đấy. Đúng không? Cũng gần gần đúng ạ. Bạn yêu một ai đó thì bạn rất là gì? Nặng tình với người nặng đấy. Nặng tình. Vâng. Có đúng không? Nhìn thẳng vào tôi này, việc gì mình nhìn trái tim bên đấy. Tôi nhìn người mà tôi đoán được. Tôi thật là giỏi. Rất giỏi. Xin mời. Miếng ghép cuối cùng trong phần thi thứ hai. Mời các bạn. Mời bạn Xuân. Em là cầu mây ạ. Cầu mây, đáp án hoàn toàn đúng. Cầu mây. Mời bạn nhận tiền thưởng. Thưa quý vị, rất nhanh. Bạn Xuân thì hầu như là nói ít nhưng mà trả lời nhiều và trả lời rất chính xác. Bạn Xuân đang có 1.500.000 đồng tiền thưởng. Bạn Hiệp đang có 900.000 đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, phần 2 trôi qua rất nhanh. Có một vài lý do sau. Một là các bạn rất tài năng, thông minh. Hai
là các bạn yêu chương trình nên hiểu cách vẽ. Điều thứ ba, điều này vô cùng quan trọng, toàn hình dễ. Để chia tay với phần 2 của chúng ta, ngay bây giờ quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Chúng ta đến với phần 3, phần này rất căng thẳng. Nào, xin mời quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thứ 3 của đuổi hình bắt chữ. Phần thi thứ 3, các bạn lưu ý. Lần này các bạn được quyền trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án đúng hoặc hết giờ. Mỗi miếng ghép sẽ có giá trị là 500.000 đồng. Ai trả lời được miếng ghép nhỏ sẽ được quyền mở miếng ghép lớn, trả lời trong vòng 5 giây. Nếu trả lời đúng, các bạn sẽ được 3 triệu đồng tiền thưởng. Sẵn sàng chưa? Xin mời miếng ghép đầu tiên. Gia đình rất vắng, không có nhiều người. Xin mời bạn Xuân. Đơn thân ạ? Chưa chính xác. Xin mời bạn Hiệp. Thưa anh là neo đơn ạ. Neo đơn hoàn toàn đúng. Mời bạn. Mở. Bạn có 5 giây. Có câu trả lời không? Hết giờ. Miếng ghép thứ hai. Mời bạn Xuân. Em là đại học. Chưa chính xác. Mời bạn Hiệp. Các anh là cao học ạ. Cao học hoàn toàn đúng. Mời bạn. Mở. Bốn, ba. Em không có trả lời. Miếng ghép thứ ba. Đây là gì? Mời bạn Xuân. Em là Đinh Hương ạ. Đinh Hương đáp án rất chính xác. Đinh Hương. Mời bạn. Mở nào. Năm. Chưa có câu trả lời. Miếng ghép thứ tư. Thưa anh là... Mời bạn Hiệp. Tình ca. Tình ca. Ôi đúng, tình ca thật đấy. Đúng ạ. Đáp án tình ca chính xác. Chúc mừng bạn. Xin mời. Đây là gì? 3, 2, 1. Miếng ghép thứ 5. Mời các bạn. Đây là gì? Củ gì? Khoai đúng không ạ? Đúng rồi. Khoai gì? Mời bạn Xuân. Em là củ khoai hành. Củ khoai hành. Tôi xin hỏi bạn là củ khoai hành là nó ở đâu và nó hình dáng nó thế nào? Chắc là nó là thân của khoai nhưng mà trong lại là có mùi hành. Bạn quê Bắc Ninh đúng không? Vâng. Tôi cũng có nửa dòng máu Bắc Ninh mà quê tôi là không có cái loại đấy. Một khái niệm trong xây dựng. Bản chất là nội dung hình nó có thế này thôi. Nào các bạn kể tên những loại khoai, mời bạn Hiệp. Khoai lang ạ. Khoai lang đúng không? Tôi khẳng định củ này, củ khoai lang là đúng. Nhưng ở đây không nói đến củ khoai lang mà bạn gắn một vài từ các bạn đã tìm ra đấy với xây dựng. Anh kể khoai, khoai lang, khoai tây, khoai ngựa. Xong rồi, xong rồi, tôi xác định rồi. Khoai lang. Ờ, xác định khoai lang. Xây dựng, anh gợi ý một cái gì xây dựng? Củ gì nó đang bê kia? Hành đúng không ạ? Đấy. Hành bê. Kìa, khái niệm xây dựng trong xây dựng. Các công trình xây dựng. Tôi không gợi ý thêm nữa đâu. Củ gì? Khoai. Củ gì đang bê?
Hành. B cái gì? Khoai. Khoai gì? Khoai lang. Rồi. Mời bạn Hiệp. Hành B khoai lang ạ. Tôi hỏi mọi người biết hết chưa? Cả những ai biết rồi giơ tay. Đấy thế cơ mà, quá dễ. Nào Hoành đây, đáp án là gì? Hành B khoai. Vâng, lần đầu tiên tôi thấy khái niệm trong xây dựng có một khái niệm là hành bê khoai. Có cái từ nào gợi ý gần gần đấy. Rất gần rồi đấy, ở dưới biết hết rồi. Có gần không ạ? Biết chưa ạ? Thấy không? Tèn tèn tèn. Tèn 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 tèn. Củ gì? Hành. Củ gì đang bê? Hành. Rồi. Củ hành bê cái gì? Bê khoai. Khoai gì? Khoai lang ạ. Rồi. À, trời ơi. Rồi, xin mời bạn Hiệp. Hành lang trời. Hành lang. Chính xác. Bạn Hiệp nhấn chuông, bạn Xuân hành lang. Hành lang đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Mời bạn mở chi tiết. Được đấy. 5, 4, 3. Công chồng, công vợ. Công chồng, công vợ. Câu này cũng được đấy. Tôi chưa nghe bao giờ. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 6. 3 từ. Mời bạn Xuân. Em là Kim Ngưu ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Hiệp. Anh là sông Kim Ngưu ạ. Đáp án đúng. Mời bạn Hiệp. Mở nào. Năm. Đôi công ạ. Đôi công, chưa chính xác. Miếng ghép thứ 7. Nhanh nào, vòng thi thứ 3. Rất nhanh các bạn, khẩn trương lên. Đây là gì? Mời bạn Hiệp. Cơm hến ạ. Đáp án chuẩn. Cơm hến. Xin mời. Mời bạn Hiệp. Thưa anh là công gặt. Không đúng. Miếng ghép thứ 8. Mời bạn Hiệp. Thưa anh là văn bằng ạ. Văn bằng là đáp án hoàn toàn đúng. Rất thông minh, rất nhanh. Chính xác rồi. Mời bạn cộng thêm cho mình 500 ngàn đồng tiền thưởng. Mở. Gì đây? Công thợ. Không đúng. Miếng ghép thứ 10 với giá trị là 3 triệu đồng tiền thưởng. Nhưng chỉ còn một cơ hội duy nhất để các bạn trả lời mà thôi. Một trong số hai bạn. Bây giờ bạn Xuân thì đang có số điểm kém bạn Hiệp. Nhưng nếu ai trả lời được miếng ghép thứ 10 thì hoàn toàn có thể là vào vòng tiếp theo được. Xin mời miếng ghép thứ 9. Mời bạn Xuân. Bánh xương trẻ. Không phải. Không phải. Thưa anh là xương bánh chè. Chính xác, xương bánh chè. Bạn Xuân, một lần nữa bạn lại đưa ra một khái niệm mà chắc chắn quê ta không có. Xương bánh chè, mời bạn. Mấy từ anh? Hai từ. Con gì đây? Công ạ. Nó đang làm gì? Làm công việc chung của người? Nông dân. Anh là công nông ạ. Đáp án là? Công nông ạ. Chính xác. Cảm ơn anh rất nhiều. Được không? Được không? Được. Gợi ý. Chúc mừng bạn Hiệp đã trả lời chính xác. Bạn cộng thêm cho mình 3 triệu đồng tiền thưởng. Và đương nhiên rồi, bạn sẽ là người bước vào vòng sau của chương trình. Còn bạn Xuân, chúng ta chia tay nhau. Bạn sẽ ra về với số tiền thưởng là 2 triệu đồng cùng với quà của chương trình. Xin mời bạn. Xin gửi tặng bạn. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và xinh đẹp. Vâng, thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta bước vào vòng thi cuối cùng của đuổi hình bắt chữ. Đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc.
chào mừng quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo của đuổi hình bắt chữ. Đó là phần đuổi hình bắt chữ gì? Siêu tốc ạ. Siêu tốc, tức là bạn phải rất nhanh, bạn chỉ có 60 giây thôi. Vâng. Bạn có mong muốn là giành điểm cao nhất? Vâng. Bạn có mong muốn là số 11 ạ? Ô số 11. Vâng. Rất nhiều mong muốn. Vâng. Và đó là những mong muốn chính đáng. Tôi sẽ nói kỹ cho bạn về luật nhá. Vâng. Trên màn hình sẽ có 15 miếng ghép được đánh số từ 1 đến 15 và được bố trí theo dạng hình tháp gồm 5 tầng. Tầng 1 sẽ có 5 câu và tầng 5 sẽ có 1 câu. 60 giây, bạn phải đi từ tầng 1 lên tới tầng 5 nếu muốn chiến thắng một cách tuyệt đối và giành số tiền thưởng là 30 triệu đồng. Chúng ta cùng xem số tiền thưởng tương ứng với mỗi tầng. Tầng 1 sẽ có 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu đồng. Chúng ta được đánh giá thưởng rất cao. Đặc biệt ô số 11, ai chả chả. Điều bất ngờ gì đang chờ đợi người chơi nếu họ trả lời được ô số 11, chúng ta cùng xem. Phần thưởng cho người chơi trong chương trình ngày hôm nay là một bộ trang sức đá thạch anh tím do công ty Bảo Tín Mạnh Hải chế tác, trị giá 11.310.000 đồng. Đá thạch anh tím còn gọi là đá amethyst, mang sắc tím dịu dàng thủy chung với vẻ đẹp huyền ảo làm mê đắm người nhìn. Bộ trang sức đá amethyst của Bảo Tín Mạnh Hải với họa tiết hình lá duyên dáng sẽ không chỉ là nét điểm xuyên vô cùng tinh tế cho vẻ đẹp của bạn, mà còn là lá bùa bình an giúp bạn có được nhiều may mắn, và bạn cũng sẽ thật hãnh diện khi được sở hữu hoặc dành tặng nó cho người thân của mình trong dịp lễ tình nhân Valentine. Bảo Tín Mạnh Hải chúc bạn may mắn giành được phần thưởng này. Bạn có gia đình chưa? Ăn chưa? Chưa, bạn có bạn gái chưa? Em có rồi ạ. À đấy, đấy. À, sẽ cố gắng giành ô 11 ạ. Được rồi, ô số 11. Bạn thích bộ sản phẩm này chứ? Vâng. Vâng, rất đẹp. Bạn sẵn sàng? Vâng, em sẵn sàng. Tất cả là của bạn nếu bạn chứng minh mình là người xứng đáng nhận nó. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Số 1 ạ. Số 1. Cơ bắp. Chưa chính xác. Đôi khi chúng ta bị dị ứng này, chúng ta bị nổi mề đay này, chúng ta bị hắt hơi sổ mũi và không chữa được, đến bác sĩ bảo là đấy là do thể lực. Không phải, chưa chính xác. Khó quá, có thể bỏ qua. Không phải. Bỏ qua. Bỏ hai qua. Ạ. Câu số 2. Hàng lính. Đây là gì? Hàng lính ạ. Chưa chính xác. Số lính, lính số. Không, bỏ qua. Bỏ qua. Tiếp theo, cứ bình tĩnh số thôi. Số 3. Còn thời gian, số 3 mời bạn. Công du. Công du, đáp án chính xác. Số 6 ạ. Mời bạn lên số 6, tầng 2. Đây gì là gì? Loa mì. Không loa phải. Bánh loa. Ăn sáng. Là dùng. Quẩy. Không. Tôi xin lỗi bạn. Tôi xin lỗi bạn, ăn sáng. Tôi đang định nói các bạn, bạn nhìn thấy cái gì ở trên màn hình lúc bấy giờ? Bánh mì. Bánh mì. Và nó dựa lưng vào nhau, nó hét lên là ăn sáng là bánh mì ốp la. Không phải ăn sáng bánh mì quẩy. Không sao, bạn đã trả lời được một miếng ghép ở tầng 1. 60 giây trôi nhanh quá, đúng không? Tổng số tiền bạn có là bao nhiêu? 8.900.000 đồng, xin chúc mừng. Bây giờ bạn sẽ ra về với số tiền thưởng bạn có được cộng với quà của chương trình. Vâng. Xin gửi bạn. Xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng tôi vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.